Em xin chào cả nhà mình nha, đã đến với kênh Vlog. Hôm nay em đi giăng lưới cả nhà. Em chúc cả nhà mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Coi như là nghỉ lễ cả nhà mình đi đi nghỉ dưỡng rồi đó. Có đi thì nhớ coi clip của em nha cả nhà. Em mời cả nhà theo chị em nha. Bữa nay em khai trương lại cái tay lưới là 6 nành nhà nha cả nhà. Em mời cả nhà theo em. À, bữa nay thì tụi em sẽ giăng lưới ở trong cái con gạch này cả nhà. Thì hôm qua thì Lê Nga cũng có nói với cả nhà, giới thiệu với cả nhà thì tụi em có sắm được một cái tay lưới cá linh mới cả nhà. Thì hôm qua tụi em không có thể nào mà kịp mà để mà giăng hết trơn cả nhà. Hôm qua là cả nhà biết là Cần Thơ mưa nha. Rồi hồi nãy Lê Nga có nói thì ngày nghỉ lễ thì cả nhà đi du lịch gì đó thì tụi em cũng mời cả nhà mình đó đi du lịch miền sông nước với hai chị em nghe cả nhà. Màu tím hoa lục màu hoa tê tái cho lòng em nhớ thương. Ai lao gì quá trời, lao quá đất vậy? Chúng biết gì em. Thường thường mấy người biết hiếp dâm không lao gì. Cái đó có chồng hiếp dâm mà la nửa đêm chỉ ra sao vậy? Em chưa biết cảm giác đó. À, lúc tụi em giăng thì nước còn nhiều cả nhà, giờ nước rồng cái nhà thấy lưới thì ở trên trên cây cái trên đọt cây cả nhà. Làm nhân lưới chuyển qua giờ em bắt chim. Bắt chim hả? Giăng chim hả? Thấy không ổn rồi cả nhà. Thấy em ru bà rù rồi không thấy giật giật gì chân. Lên ngay sẽ dở nha. Ô trời ô ô có. Ô hai ba con cả nhà ơi. Đây. Nãy giờ lâu thì nó cũng đã ngỗm thôi, còn sống. Nghe thấy không? Để lên đi nghe. Mừng. Khó nha, có cái để vui vui nghe cái nhà. Ôi là để đây nữa hả? Để đây nữa hả? Đây hai đem đi. Nước đang cạn, cá đang ra, quên. Nó nhỏ. Nga nói chuyện sụp xì giống như hai đứa đi ăn trộm. Không phải chị. Lớn lớn lên mới nghe được. Chị nói vậy là tội cho em. À, cả nhà biết sao không? Em gái. Cái kênh YouTube của Lê Nga toàn là nghe Lê Linh nói không à. Lê Nga nó nghe không có rõ. Cả nhà biết không? Đây, Lê Nga đây. Không phải. Tại vì á, em không có nghe nói lớn là lý do. Lý do gì? Em quên em cứ hai đứa mình tâm sự không mà. Giống như hai đứa bạn tâm sự mà quên. Ví dụ Vinh lớn. Thôi giờ em gỡ cái thì em tâm sự gì? Giờ này nắng nâu không có tâm sự. Đây cả nhà thấy không? Đó. Dính nè. Tại vì ô bự quá kìa. Gọi dính lên. Tại vì em là phụ nữ mà chị. Em phải nhẹ nhàng. Em là con gái. Làm con gái phải điệu đà. Đó. Nhà thấy con cá linh nó bự không? Vậy. Cũng có cái nha cả nhà. Ủa, ở đâu nó vậy? Còn con chứ không? Cái này hai con. Ủa sao nãy thấy nó nằm im ru mà. Dạ chết. Cái giả điên khiêng đồ hộp. Ôi con này bự quá cả nhà ơi. Đâu rồi. Đây, bữa nay cá bự hơn cá hồng quang cả nhà. Đã quá. Đây cả nhà, em mới nhắc với Lê Nga là sao lâu quá không thấy cá chép nó có màu trắng này kia nọ cả nhà. Nhưng mà bữa nay tụi em đã dính nha. Thì để Lê Nga coi gỡ coi có cạo dãy không. Không cạo dãy thì tụi em thả cả nhà. Lê Nga cạo dãy quá. Đây. Thì tụi em dính nãy giờ được có 3 con cá nha cả nhà. Bữa nay đi không có ngại gì xui quá. Nghe có cá xui nha. Tại chị xui quá. Ừ. Ai nghe đồn là sáng gì đâu gì cá dữ lắm gì em cũng tranh thủ cả nhà. Nhà em chưa nấu ăn nấu nước gì chân là em chạy đi đó nhưng mà cuối cùng giờ này em cứ đem nằm. Nào, đúng không? Đúng không? Đây cả nhà ơi, thì em bé cá nó đã tỉnh táo rồi nha cả nhà. Thì Lê Nga sẽ thả nó đi nha cả nhà. Ừ, nó cạo dãy nữa. Không có cạo dãy. Cạo miếng. Cạo miếng thì em vẫn sống được. Rồi thôi em thả đi em ơi. Khi mà bự bự lên này đụm đậy nha. Đừng có đi chở ga đó nha. Đi nấp đi em. Ồ. Cái gì giống như cái gì mà mình thả cái ta ước gì được một ly cà phê đá và một hộp cơm sườn.
Dạ, giờ này là tụi em đói bụng lắm cả nhà. Giờ này 12 giờ mấy rồi đó cả nhà, nhưng mà sáng là đi là tụi em chưa ăn uống gì hết trơn á. Giờ tụi em chỉ ngồi ướt thôi cả nhà. Còn mà ai mà ướt giờ này mới lạnh là em không ướt nha, em nói thiệt luôn á, tại giờ em đang run rồi đó chứ. Đâu nè, quần áo gì ướt nhẹp trơn nè cả nhà, sáng vậy Nè, nha. lúc nào em cũng ngồi trên vũng nước á. Cho nên á, lạnh thì có lạnh nha. Chứ còn mà ướt chi ướt ly cà phê đen. Cái gì, uống cà Ướt. phê đen? Em uống cà phê đen không ạ? Uống cái gì á? Cà phê đen, cà phê đá. Cà phê đá là cà phê đen, Lộn. Cà phê đá chứ không phải cà phê sữa đá nha. cà phê đá nè. À, hoặc là có trái dưa hấu mà để trong tủ lạnh. Hấu ấp lạnh ha. À, tụi em cả nhà ở nhà thì Chứ không cần ăn uống gì đâu nha, nhưng mà tự nhiên ra đây nó bụng cái thèm đủ thứ hết nhắc trơn nhắc cái gì cái chảy nước miếng vậy đó. rồi đó. Cái dưa hấu mà ấp lạnh xẻ cái làm đâu pụp, lấy muỗng nạo ăn trời nó đã. Đứa nữa trái gì hay Đứa là nữa mày ăn trái mình lên mày, hồi đứa nữa trái ăn lên đâu đứa giờ nữa xẻ sao sang đứa nữa trái đi chứ. đây chị hấu ăn dưa hấu chị ăn không em mời chị ngon muỗng nè trời lạnh ngon chứ Lạnh dữ không em? Thôi vậy vậy có chị chút bớt lạnh chị mới ăn. Cái nhà à, được bốn em nhưng mà thả em còn ba em này bị chốc dãy chứ thôi cũng thả luôn rồi. không mà bình thường 4-5 giờ mới ăn sao tự nhiên giờ cái đói giống như là mình không có cá rồi mình không có chuyện gì làm á cái mình ngồi ngẫm nghĩ á cái mình suy nghĩ mình đói nha À, nãy giờ cái nhà thì hai đứa em đi á, thì không bao giờ đem tiền ở nhà, thì em mới nói Lê Nga là tại vì tụi em dưới sông nè cả nhà thấy không, ra cái sông lớn nè, em nói có khi nào mà kem nó chạy ngang không, nhưng mà tụi em không có tiền, có khi nào mua kem mà chuyển khoản được không hả, mua kem có chuyển khoản được không? Bụt ơi bụt em ước em được 2 cái bánh bao. Đây bữa nay thì bầu trời trong xanh rất là đẹp cả nhà, nhưng mà tụi em đi sớm quá thì không có cá mắm gì trên cả Không có nhà. thể là 2 cái bánh bao em có nha chị, Đâu, hai cái bao em có thì chị cũng thấy em có hai cái bao nha cả nhà, có em hai thấy nha. hai cái bao ăn thiệt cái bà nội mà nhân cà phê sữa đá cà phê đá thì chắc không có. Ê nói nghe nãy chị thèm đồ chua phải không? Không có thèm được chua bả đó, bụng chết thèm được chua quá gì. Không thì nếu bây giờ mình ăn lai xét đó thì mình có cái 2 bánh bao thì mình ăn đỡ đi, rồi xong cái đầu mình hái bằng mình lai xét Bằng chát hay bà bà không có nội, muối. Ê bằng nó không chát bữa hôm ăn nó chát đó nhà đó. À, thôi bây giờ tụi em sẽ nằm chờ đợi nha cả nhà, giờ nó bụng quá. chua. Đúng Nãy rồi. giờ em lót cái miếng mướp ở cả nhà, em nằm em nằm nín thinh nè, không có gì, không có cử động gì trơn á. Nga hỏi em làm gì vậy, em nói em nằm mà em dưỡng sức. Dân ca ơi em Nằm nằm đây nằm làm gì? em đợi bánh bao ăn chứ gì. Chị đã thấy bánh bao rồi. Nó chơi với tụi em đang gửi mỗi bánh bao cái nhà nhưng mà không dám gửi nhiều nha, gửi chỉ mua hai cái bánh bao thôi, chỉ Tại ướt tem được gửi thiếu. ướt được 2 ly cà phê nhưng mà không dám ướt luôn, chỉ ướt bánh bao thôi, nhưng mà Chồng con có ai thấy cảnh này một hồi sẽ có bánh bao nha cả nhà. để ngồi á, mấy ảnh hay nói vợ con có thấy cảnh này chồng con có thấy cảnh này đâu, vừa đói vừa khát vừa không có chỗ nằm nữa. Em nhắn giùm chồng con chị Linh nữa nghe chứ em thì chưa. Chồng chị giờ này chắc nằm máy lạnh em ơi. Ê mai mốt mình đi á em đem theo cái võng. Đó, lên lên cây này nằm văng phải không? Giống như ngày xưa em đi câu cá là em đem theo cái võng, cái đầu thời gian chờ đợi cá ăn phải không, em đem võng lắc 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 bấm điện thoại xong cái em tụt xuống cái dính chạy lại. Ngày hai nằm nghỉ ngơi đi em ơi. Đâu nằm nghỉ ngơi Cũng coi. đỡ thôi. Lê Nga đã nằm mà ngủ cho đỡ đói rồi cả nhà. Khát Một lắm hộp bánh bao gì tới chị kêu nha. sướng cái này trước đi cả nhà ơi. Hồi nãy em ước á là thật sự là em có nhờ mua bánh bao giùm mà không dám nhờ mua cà phê, tại vì hai đứa không có đem tiền là biết thế nào mua là cũng không trả tiền cho nên ngại. Ai về ông anh trai ông đem lại á 3 cái bánh bao rồi khuyến mãi thêm 2 ly cà phê đá, trời ơi hai đứa nó sướng không còn gì bằng luôn á cả nhà. Đâu đầu đầu sướng sao, đâu đưa 2 ly cà phê lên ngay sướng thầy, Ơi 2 ly cà phê đàng hoàng sướng thầy, thấy lắc thầy. thấy từ xa là em đã thấy cái ly cà phê hai đứa mừng như là má đi chợ về chứ chưa thấy bao giờ mà sướng như bây giờ cái nhà thiệt làm phát rồi Đúng không, đã không phê.
ngủ luôn. Cái này là giống như nạp năng lượng cho hai chị em chừng nào mà quyết tâm, quyết tâm có cá mới về, không có cá có chiều về luôn. Nhắn là dưới ở nhà là có ăn cơm trước thì ăn đi, đừng có đợi chờ hai chị em tôi nha. À, cơm nước khỏi chờ, cơm nước khỏi chờ, rồi 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 bé bánh bao được ra con. Vô. Vô. Bé bánh bao ra. Ủa nó đã. Ừ. Phê. Em cảm ơn anh nghe. Đây, bánh bao. Nóng không nóng không? Mà cũng là ngon. Trời ơi, giờ này bánh bao gì ăn được, chân sáng ở đây con bé ở đây. Đứa một cái. Bé ở đây, bé ra ngon không? Đây, em có hai cái bánh bao này cả nhà. Hai cái bánh bao má không cả nhà. Hai cái bánh bao chà bá nha, đâu rồi, hai bánh bao đâu rồi? Đây, hai cái bánh bao. Chà bá dạ. Sợ hai đứa em ăn không đủ, thêm một cái nữa. Đây. Cái bánh bao và bánh bao không. Đây cả nhà, đâu, Nga bẻ ra cả nhà. Có trứng nha, bánh bao có trứng nha. Trời, cái gì không có lúc nào mà nó đã như lúc này. Ê, ăn xong không có thèm ngủ nha. Ăn trứng nào? Không, em nói thiệt, em ăn lỡ giờ em không thấy ăn gì, em cầm gì nè, từ giờ xưa tới giờ luôn. Rồi, ăn rồi. Em muốn chịu cầm im hộp, mà cũng không cầm cắn như người ta nữa. Ăn giống như mà trong phim Hồng Kông đó phải không, hồi xưa phải không? Không phải, em ăn ngộ lắm, em ăn mà giết bạn bè em nó chọc em, à, em cầm gì, đó. Em ăn xong cái còn những cái quéo rồi gì đó, mẹ ăn bánh bao đi mà, lễ bao gì đó, ừ, tao quen, tao để gì nó khoái lễ gì nè. Có lễ gì vậy trời? Ừ. Quen gì á? Ủa là để trong cái lòng bàn tay vậy đó hả? Ừ, để mà phải nhậm gì mới chịu. Không, nhưng mà thấy bánh bao nhỏ em ơi. Bữa nay bánh bao nhỏ xíu mà. Bự bự. Cái bao này bự lắm cả nhà, nhưng mà em thấy bự bự hơn cả nhà. Thấy không? Cả nhà thấy rõ không? Đó, ngày cứ so. Ê, bánh bao ngon ghê. Ăn nga đơ luôn rồi. Quá. Anh Hương Đồng anh vô bánh ta chim đó. Bạn về tiếp sao kê quá trời, mất cỡ bà nội, núp ở ngoài luôn. Lúc mà chị vô là em còn đó, anh treo máy để. Thấy rồi. Bạn trái sake á, hai trái sake đỏ, hai trái sake xanh phải không? Ừ. Em trốn luôn. Ông nhân thương ổng xỉnh đó chị. Để 29 nha. Anh mua cái loại ngon mà đây cả nhà ơi, ngon quá cả nhà. Cái nhân nè. Ôi ôi cái trứng này vịt muối nè. Nó xốp mà nó xốp dai á. Còn nhầm chỗ xốp mềm thế ghê đó. Thôi ăn đi rồi nặng mình em ăn mà chị nước nước miếng. À, trời ơi, cái lên. Nãy giờ chị đói chị nằm chị chờ đó em. Thôi để tụi em ăn cái nhà rồi có gì tụi em sẽ chiến tiếp nha. Tụi em quyết tâm là khi nào có cá mới về nha cả nhà. Thì tụi em ngày nào đi quay cũng vậy cả nhà. À, về sớm hay về trễ thì quan trọng là con nước với con cá nha. Có cá như nhiều thì tụi em mới về sớm được, mà kiểu như cá không có như bữa nay nè. Đây. Nó giờ tới giờ phút này thì chỉ có ba con cá gì thì sao tụi em về được cả nhà. Đó. Đâu quyết tâm anh nha. Quyết tâm, có cá mới về. Không cá cũng về. Bây giờ ăn xong thì tụi em đi hoạt động cả nhà. Thì Lê Nga mới dở dính một con cá cả nhà. Đây, nó nhảy đó, đó con cá đó là mới dính nha. Thì Lê Nga sẽ dở tiếp cả nhà. À, Lê Nga nó chơi ác lắm, nó kêu lựa cái cây nào mà đinh nè cả nhà thấy không? Đó, để rồi nó ê con chừng cúng chị. Lựa cây trước khi lựa cây là lựa cây nào có đinh nhiều đó nha. Diêm ngu. Ô, ô, ô. Bay dèo dèo nha. Mới em mới lên em bay dèo dèo cái nha. Em sung. À, Lê Nga thì cái ly nước thì cũng còn đấy nha. Anh được hai ly cà phê uống đã quá. Bây giờ mình qua thăm tay lưới bánh không? À, tụi em sẽ thăm tay lưới này xong sẽ qua thăm tay lưới kia cả nhà. Tay lưới bự. Khúc cuối này có gì không? Á á, không có gì hết. Vậy sao khi mà mình lấy xong rồi mình sẽ hoạt động gì chị? Nhưng lưới không ấy là mình chỉ mà mình làm gì? Chúng mình đi tắm chứ không thấy làm gì được. Thôi bữa nay tụi em sẽ đi màu dẹm cả nhà, bữa nay nước cạn hết nha ha. Nếu mà không có cá thì chắc tụi em đi màu dẹm nha cả nhà. Bữa nay là quyết chiến mà chị nào mà có cái gì mới đem về mới về được.
Dạ có nhiêu đó. Lên được. Con cá từ màu màu trắng mà chuyển sang màu đen là hiểu là mình lâu cỡ nào. Bây giờ như là bữa nay em bơi qua bên lại chỗ này là như được 8 lần. Bơi qua lại tét mắt luôn. Rồi có tiếp không? Thôi khỏi đi, cái kêu này nghe hoài luôn. Mỗi lần bơi là mỗi lần cầm điện thoại rồi hỏi tiếp không? Mỗi lần bơi là em làm bộ hỏi đi nha, quay không? Vậy đó cả nhà. Ê, cái gì kìa? Ê, nước vô, nước vô. Lê Nga chị kỳ quá, em mà không tiếp là Lê Nga cho nước vô, thôi em đi tiếp thôi cả nhà. Dạ nè, anh em qua xong mà nó bơi ngang tràn cái này nè cả nhà. Đó, nhà thấy không? Qua xong phải lị chiến đò. Bơi kiểu này được nè nha, im nè. Người thông minh. Vậy bà, ơi bà. Đàng hoàng nha. Ủa em có làm gì đâu đàng hoàng. Bà tính hay bà. Sau bao ngày chờ đợi thì tụi em cũng dính thêm bà Linh nữa nha cả nhà. Cầm cầm chỗ này là chị hiểu rồi đó. Đâu. Cầm chỗ này ụt cái nó ra. Đâu xè tay đàng hoàng mới dính cá là vui vui lại đang nghe cả nhà nãy giờ buồn quá. Đây. Tăng 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 vui không? Vui vui. Rồi dễ dễ dài dài qua khó không? Thì sau một thời gian thì tụi em định nhiêu cả nhà. Bữa nay thất thu rồi. Để coi từ đây tới chiều coi tụi em sao mới được. Vì nặng nặng đây. Đây nè, có nè. Giật giật không? Đó. Đâu. Thấy đâu. Ô hô có nữa nha cả nhà. Cái Linh nữa hả? Ôi có nghe. Đây, thảy lên đi. Một em có dẫn. Nhánh đi. Một em có dảnh, một con có Linh nha. Em nghe, có nhớ lại nha cả nhà. Có nhớ, có niềm vui. Có nhớ lại nha. Có sức sống. Ê, sao lúc nãy em cũng cạo dãy chứ người ta? Cạo dãy về khỏi cạo. Vậy chứ là tới anh còn cũng cạo đó nha. Cạo cũng chưa có tâm hung đó. Có tâm cỡ nào nữa chị? Hả? Em cạo phải sạch chứ em cạo gì lớp mớ ba mớ à. Em rồi đó cả nhà là nước đang lớn đó cả nhà nó mới dính cá đó. Tại bữa nay cá ngô. Cạp. Một cặp cả nhà ơi, bằng con nãy à nha. Giống thịt luôn á. Ê cái lưới này nhưng nó thưa hơn cái lưới kia á chị. Vậy hả? Tại bữa hôm bỏ hết rồi đó, mới làm lại á. Cái này mở cái gì trời? Dính lắm chân. Chà le chân cả nhà. Cắn trong họng nữa má. Ba tính cắn ba đi á. Ba cắn mà em nghe tẹt chị hiểu rồi đó. Chị hiểu cái lỗm này rồi đó. Ba tính cắn ba đi phải không? Rồi bà đi không được rồi bà mới quay trở lại. Ai mà cho em mượn lưới kiểu này là thiệt nhót ruột lắm. Cái này lưới thì chỉ ở nhà mua để đi văn thôi cả nhà. Mượn là mắc không thường 80. Biết mà. Còn ai mà có lưới cũ thì nhớ cho em mượn đi em đền lưới mới. Này. Trời trời thiệt chứ. Cái này tay lưới mới hả? Mới chát luôn đó. Chắc cá tẹt nữa chứ gì. Nghĩ gắt không? Tẹt luôn rồi đó chứ còn nghĩ gì nữa. Chưa ra được, nó tẹt chưa ra được. Cứ là càng phụt bả thì bả không ra. Dính lại nữa. Im. Ơ, nó bay. Có niềm vui lại. Đẩy lại cái nhà, sao nó bay. Ở học có gì nữa không? Ê. Màu đỏ nha. Màu cam nha. Biêu hồng. Biêu hồng cả nhà ơi, đây. Hết hồn. Vô. Ôi giờ này giờ chiều nha cả nhà. Qua. Em. Tính là bữa nay thất bại rồi. Ta gỡ được phút
phút chót nha. Ô con này đẹp quá ta. Cái nhỏ. Con này màu nhỏ đẹp. Nó đẹp. Con này màu đẹp đó nha. Quá đẹp luôn. Đó, tẹt tẹt đó nha. Nó rất cái màu lớn rồi, còn màu nhỏ rất luôn. À, tay lưới này tụi em mới khai trương bữa nay đó cả nhà. Màu bữa nay dính nhiều ha. Bữa nay cũng dính nhiều chứ cũng được chứ, khai trương bữa khai trương cũng ngon chứ. Đây. Cả nhà thấy cái phao không cả nhà? Đó. Để dỡ lên nha. Để em. Nó đi trong kẹt không cả nhà ơi. Ủa cái đó. Gì vậy? Cái gầm. Bà cái gầm cũng đi nữa. Cái nhà thấy chưa? Nó giật phao cái nhà rồi. Cái nhà thấy trong kẹt nè. Nó đi đường trong kẹt không luôn á. Ồ, ngon quá, im quá. Đây. Đi con nó là chị, nó gầm. Đây. Đây. Đó. Lên. Ồ. Cá dẫn cả nhà thấy chưa? Thấy giật mà. Bự quá vậy. Ô, nhảy hả em? Này là cái này là cá gầm nè cả nhà. Nó giống cá linh ha, nhưng mà cá gầm nha. Cá dảnh nè cả nhà. Im. Nước đang lên nè cả nhà, thấy nước nó bình lại là chuẩn bị lớn nè cả nhà. Dảnh nha, em dảnh nha. Đâu, lâu anh kia coi. Tiếp. Ồ, bữa nay trúng mánh cá dảnh vậy ta. Kìa. Cái nhà thấy ngay cái chỗ cái góc này nó giật nó cái nhà nó. Từ nha. Kìa giật. Đi cái góc này không ạ? Nó đi trong kẹt nó đó cả nhà thấy không? Ê, cá bự nha. Đó. Màu vàng nha. Màu vàng nữa hả? Vàng sao trời. Ô cá điều hồng nữa cả nhà. Ô cái kìa, hai con hay gì kìa. Hai con. Ông táo cả nhà ơi. À, ông táo đã chắc thả nữa rồi. Sao em vậy em giấu mất tiêu rồi, không thấy luôn á. Thôi bà Linh đó nè. Chiều này bà Linh vô quá cả nhà ơi. Bà Linh quá nhiều luôn nha. Quá nhiều bà Linh nè. Đâu em xích tới em. Cho chị tới coi chứ. Tự. Có không? Gì vậy? Ê. Cái gì bự quá cả nhà ơi. Đâu? 1, 2, 3 cái thằng gỗ không ô cái, ê cái gì vậy cái gì đó cái gì hôm bữa trong nhà em nè cái chám hả chám cỏ hả cái mè cái nhà không cái mè là cái gì chạy cái hôm bữa đó cái trôi cái mè gì đó cái chám cỏ không phải rồi ô bự nha cái nhà cá ngay trong vườn đó ô nè cái nhà đang cá này cá gì đang biết nữa. Ê, còn có thằng đâu. Ê. Cái gì đó nè. Ê, để nữa hả chị? Mình thôi cuốn được không? Được, để nữa đi. Cá gì mà nó lôi luôn cái lưới luôn, cái nhà bự lắm cả nhà ơi. Đó nữa nè. Cũng nó nữa hả? Ô, một cặp luôn. Ê, để nữa đi. Nữa hả? Ừ. Cái nhà, đây cặp cả nhà. Đi lại cặp không cho ta. Đi hẹn hò gặp Lê Nga mà thương quá thôi luôn. Wow, bên này cá quá tính thất bại rồi. Đây trở lại phải không? Ây ba còn nữa không nè cả nhà, tụi em đầy một khoang xuồng rồi nha. Đây quá luôn à. Đâu im nó có nghỉ đây không? Đâu mà hết thấy luôn à. Kìa nó kéo kìa. Ê đi nữa thôi. Đâu. Nó nữa nè. Ủa gì nữa vậy? Nó nữa nè. Ủa? Nhiều quá nhiều à. Gọi là gì? Miễn cưỡng có 1 phút. Ê mình đi xếp người giáp cử rồi đó chị. Giờ mình ở đây 8, 9 giờ mình về thôi. Mình làm gấp đôi người ta ngày cử. Thôi chụp đâu rồi. Chị Bình Linh đâu rồi? Một xuồng cá rồi cả nhà ơi. Không mình lên thăm tay lướt kia mới nặng đó, nặng đồ đó. Quá cả nhà ơi, một xuồng cá luôn nha. Đây,
nha, thấy chưa? Bắt đầu gầu gỉ lắm nha. Bữa nay tụi em tưởng là thất bại cả nhà. Nhưng mà cuối cùng thì cá đã một xuồng nha. Đó, bà Linh đâu? Ô, bà Linh đó cả nhà ơi. Hay hay. Nè lên nha. Mới dạ. Mốt đi buổi chiều nghe nước lớn mới đi. Tại đứa nào? Ai biết? Nghe trời nói, ơi. Nghe nói sáng cá dữ lắm đồ ha, đi ủa, sớm đồ ha. Tự chị đồn, chị sung bữa nào chị sung là em thiệt. Thôi, chị không có đồn mà. Trời ơi, không có hai bà Linh đây. Bà Linh đó, hả? Không có hai cái bánh bao là cái gì xỉu nạch nè. Không có hai bánh bao thì tụi em đi về nãy giờ lâu lắm rồi cả nhà. Cả nhà không có clip quay được. Thế nó gõ gẹt kìa. À, có cái clip tay xỉu lên xỉu xuống. Kỳ vậy? Tụi em mới dính cá mè nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy chưa? Cá này nó ăn rất là béo rồi cả nhà. Có đâu nha. Có đụng đụng gì không? Đụng trà, bữa nay trà quá. Bữa nay sao gách lưới chân. Đây. Em giục qua đây nè, cả nhà thấy cho nhiều nha. Quá nhiều luôn rồi. Ừ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi em? Đây. Đây nó. Nước vô dữ nước vô xuồng hả? Đây cả nhà, tụi em sẽ thả con cá chép nữa nha. À, tụi em thì không bắt anh này nha. Đây đi đi anh. Đi 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 đi. Em đi mất tiêu rồi. Rồi Lê Nga bắt đầu rồi, chuẩn bị dọn lưới cả nhà, nhiều quá rồi. Nhiều quá thì mình đi về thôi. Ê, nhìn cả có con không gì nữa. Chết. Đó. Thả. Đó. Nè 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 nè, con cá chép nè. Đó nè, hết rồi. Để cá gặp. Ai thích ăn cá đồng, xin mời về quê em. Cái này là cái mai dương nè cái này. Ôi, 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 rồi rồi bà vàng nữa rồi. Dính được cái chép nữa cả nhà. Hàng chuyên nghe ép ép đây mà. Rồi thả ảnh luôn đi. Ảnh cứ vô lưới tụi em hoài à. Không có nhu cầu. Thả nhẹ nhẹ nha, có tâm chút nha. Không biết sống được không nữa nè. Vậy là có tâm dữ chưa bà? À, có tâm dữ chưa? Có rồi đó. Đâu? Cái gì? Ốc mua chè. Ốc mua chè. Ủa? Hồi nãy chè lắm mà. Sao giờ hết? Em sợ dân nhậu nhậu môi cho em. Chị hiểu không? Chị hiểu vấn đề đó không? Yeah. Nói gì chứ từ sáng giờ là thành quả của chị em được nhiêu đây nè cả nhà. Thả hai ngắm mua chè đi. Đây. One. Two. Nhiều quá không biết đường biến luôn. Quá trời nhiều cả nhà. Đó. Từ sáng giờ đó mà chỉ có nửa tiếng hồ sau này mới được nhiêu đó đó. Thiệt mốt chị đừng có báo giùm em nữa Linh. Rồi sung. Sung lắm cả nhà. À, đi sớm đi cưng, đi sớm đi cưng, ngồi cho mẹ cả ngày gử. Đây, thành quả của em là được bao nhiêu đây này cả nhà? Đó, một rổ. Một rổ luôn. Yếu yếu chứ. Thôi em xin kết thúc clip tại đây, em hẹn cả nhà mình vào clip sau, mong cả nhà ủng hộ cho kênh Lê Nga Vlog. À, chúc cả nhà một ngày dài bữa nghỉ lễ thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Em mới bay cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà mình vào clip sau. Bye bye, xin chào tạm biệt. Chào hai anh. Đây. Thôi, ta đi đây. Về. Mệt lắm rồi, buồn ngủ quá rồi Nga, chở chị về đi Nga. Buồn làm chi anh ơi, hết biết.